Chương trình diễn ngâm khuyên đời tu niệm phần 3. Diêu cung nhớ trẻ lệ dầm chan, trì tâm mẹ gương mơ kim thoàn. Kim khai đuốc quệ trên đường thiền, mẫu quân lời lành dạ luôn than. Giảng dạy con hiền đường đạo lý, thế cuộc nào nùng ráng chạy sang. Năm đời mới gặp lời mẹ dạy, nhâm dần khuyên nhủ kẻ trần gian. Đến ngày mùng một tháng mười, mẹ ra bài kể một đời tu thân, làm tròn luân lý tứ ân thì sau mới khỏi xác thân đọa đây. Mẹ thương rằng thế ai hoài, ráng lo tụng niệm đêm ngày cho xiên. Mẹ ở đây vừa mở kim thuyền, lễ chèo đổ chúng qua miền trần gian. Thương con lắm nỗi gian nan, vì thương trần thế lễ chán đôi dòng. Con ơi phải giữ một lòng, ra tay mẹ đổ khôi dòng trầm lung. Rầu cho con trẻ quá chừng, không lo tu niệm lo mừng lo vui. Thấy trần mẹ luôn ngắm ngùi, mẹ thương trần thế đến hồi gian lao. Từ đây lệ thư sao sào, chẳng lo tiêu niệm lì trào đô tu. Đời lo nói chuyện luôn tuồn, không lo tu niệm quá tuôn hồi này. Mẹ thương dân chung bấy chày, mau mau dự hội đài mây dây truyền. Công phu khuya sớm cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cảnh tiên giữa kề. Chữ tu đâu phải lời thề, chúng sanh chẳng dám giữa kề chữ tu. Đời còn nhiều kẻ ngáo du, còn lo danh lợi giống dù vui say. Mẹ thương ngự chốn chương đài, thấy con trần thế ai hoài lòng đây. Ráng nghe lời dạy chớ chày, thì sau mới đặng thân này thanh thơi. Đời càng tu gấp kịp thời, long qua đại hội của trời lập ra. Hội này là hội kỳ ba, mẹ thương trần thế dạy mà dạy khuyên. Dạy con cho trọn chữ hiền, ngày sau mới đặng giữa miền tiên bang. Con đừng bên cạnh trần gian, lo tu trở lại một đàn quê xưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mắt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Thương con lụy nhỏ đôi hàng, mẹ lo con trẻ trần gian khổ hoài. Mẹ ngồi trên chốn chương đại, mẹ lo
cho trẻ ngày gần gian quân. Trước đền mắt ngọc lý rưng, tám thương ba tánh biết chừng nào nguôi. Nhìn xem Lê Tư ngắm ngùi, năm canh mà lũy sụt xuôi chờ con. Mẹ đem con lại lầu son, đang lo dạy dỗ cho con tu hành. Đời cùng con mãi tranh giành, rồi đây huynh đệ tan tành máu rơi. Vợ chồng cách trở xa vời, còn tình phụ tử một đời ly hương. Nhìn xem cuộc thế đoạn trường, thương dân mẹ mới lo lượng cho dân. Mẹ đây lo tạo lo tầng, lo cho ba tánh lập thân cho tròn. Ngày nào con giữa lầu son, thì mẹ mới hết toan gión cõi lòng. Chữ tu như thể ba tòng, phải làm cho tròn thì lòng mới yên. Mẹ đây mở một chiếc thuyền, lê đưa con trẻ qua miền trầm luân. Mẹ tâu ngọc đê mấy lần, cho mẹ một phép dạy gần trần gian. Người đời ai cũng ham sang, ham nơi phú quý, ham đàn vinh quê. Làm sao quay gót trở về, mang lo trần thế chớ hề lo thân. Con ngồi chớ nhiễm trước trần, để lòng cho sạch lập thân buổi này. Tùng quần thiên địa đổi say, cảm thương trần ngã lòng đây ai hoài. Mang lo cao thấp cả ngày, chẳng lo tu niệm kịp ngày vinh quang. Đạo là chỉ có một đàn, mẹ ra sức dọn thế gian bước liền. Mau chân con bước xuống thuyền, mẹ đưa ba tánh ra miền Âu Giang. Mau chân để trẻ chiến toàn, ngày sau khó đặng tiếng ban trở về. Mẹ đây mẹ luôn hầu kề, đổ cho trần thế trở về cho mau. Rồi đây sum họp một màu, trên hòa dưới tùng biết bao là mừng. Cuộc đời nay khổ quá chừng, nhìn con lụy đổ rưng rưng hai hàng. Chẳng qua thế cuộc tùng hoàng, thiên cơ đã khiến hai đàn mau tuôn. Đời này như một tấm tuồng, thấy nhau rồi lại làm buồn quên nhau. Bởi nên tuôn giọt máu đào, để huynh không kể đồng bào cũng không. Phật tiên xem thấy đau lòng, ngã sang trần thế mới hồng dạy khuyên. Nào ai có biết thần tiên, dạy rồi mẹ lại cõi tiếng phản hồi. Vì thương khó đứng không ngồi, lo cho ba tánh gặp hồi nạn nguy. Đời này tu gấp kiếp kỳ, đang cõi giặc bao dậy thì năm non. Mẹ thương ba tánh như con,
đêm khuya mà tựa cửa lầu son mẹ chờ. Thấy con trần thế còn khờ, tới ngày tu niệm còn chờ nữa chi. Con ơi con hãy nghĩ suy, ngày nay mẹ dạy đặng con ghi rành. Đời này như sợ chỉ mình, chẳng lo tu niệm tranh giành làm chi. Phật trời đã mở kỳ thi, không lo luyện tập mà thi hội này. Long qua đại hội chớ chạy, vớt bài cho kỹ đặng thầy chấm công. Rồi đây đến hội mây rồng, Phật tiên dự hội công đồng mà xem. Kiêu trần cô cứ ngủ mềm, sao không soạn lại đặng đem chấm bài. Chữ tu phải ráng miết mài, đừng nể vắng dài đừng kể mau lâu. Lo chi phú quý công hầu, thì ta gắn chi giải dầu tuyết xương. Khi muốn Tây phương lấy Phật, sao con chẳng lo chân thật tấm lòng. Phật ngồi ở tại non bồng, mẹ nhìn trần thế tuôn dòng lệ xa. Ba tánh gần nơi lao khổ, mẹ mới ra công chỉ chỗ tu hành. Khuyên trần phải ráng nghe rành, ngày sau con mới đạt thành danh. Thấy ba tánh còn thông thả, con chẳng lo tu lên bát nhã thoàn. Tai nghe trần thế than gian, lũy tiên thánh dầm về chán chẳng xiết. Thương ba tánh là tình thiệt, ráng tình tâm cho rõ biết đau màu. Nhìn trần theo sầu thảm thiết, thấy chúng sanh sao chẳng biết đường gì. Tưởng rằng trần thế là quê, nào hay biển khổ sống mê tham sầu. Mạng kiếp đáo đầu dây trả, trần con ráng lo công quả cho cao. Lo sao đứng bực anh hào, lo sao thoát khỏi trần lao ai hàm. Tiên cảnh là nhà các trẻ, mê định chung con khó nhẹ linh hồn. Tu sao đổ rồi tư tôn, tu sao cho đặng tiếng đồn hậu gian. Mới gọi đang trang tu tình, tánh con tu rồi mới định tu tâm. Càng tu còn thấy cao tâm, càng tu càng thấy sự lầm lạc xưa. Biết làm lỗi thì chừa cho gấp, đặng mau lo còn bồi đắp cõi lành. Như vậy mới gọi tu hành, như vậy mới gọi chứng minh Bồ Đề. Tu phải kiên về cho lắm, lời mẹ khuyên con như tấm cam lồ. Đêm ngày con tụng Nam Mô, mà không nôi giữa cành khô rễ cội. Mừng con đặng mồi tăng phát, mẹ rưới cho con nước mát mùi thơm. Bốn mùa hoa nở trái đơm, mời bay bát ngát mùi thơm ngọt ngào.
nhớ ai trên chốn bạn đào, thương ai mà mẹ heo xào thủy tinh. Phật tiên xem thấy buồn tình, nhìn coi cuộc thế bực mình cho dân. Sao không mọc tánh tiên thần, để lo tranh chữ phú bằng hư thân. Rồi đây kẻ hớn người tầng, để huynh chia rẽ phụ thân đoàn liền. Ra đi không hẹn ngày về, giàu cho thịt nát ta thề gơi xương. Ai xui lắm nổi đoàn trường, Phật tiên xem thấy thảm thương cho trần. Ra kinh giảng dạy mấy lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Mẹ thương trần thế nạn tai, cuộc đời nhắc mãi đắng cay thêm sầu. Dương gian chưa biết đau màu, làm sao quay gót trở đầu về quê. Kỳ ba mẹ mới vừa kề, đố cho trần thế trở về long qua. Dạy cho con nhớ mẹ già, rành cao đạo đức đặng mà nhờ thân. Và con ở lại cõi trần, mẹ về tiên cảnh mẹ cần trong con. Bác nhà xin con trở mái chèo, thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo. Trăm năm chưa có bằng một đức, tặng nẻo trong gai khá lửa đeo. Trần gian khổ não lắm con ơi, thế tục dầm chán đã tận rồi. Vì phước thuyền duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám chất hương lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mấy tàu đưa gần cẳng khóa khôi. Dục túc nhân hiền qua cửa mong, đưa người thức tỉnh để thuyền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bổn phận làm tròn, mẹ đem bán ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thánh giữa kề, độ cho ba tánh trở về đường tu. Đời còn nhiều kẻ mê mù, không lo tu niệm tiếng tu hướng nhờ. Tuôn đời như thế cuộc cờ, ráng lo tu niệm kịp giờ qua sông. Người tu phải ráng bền lòng, dầu cho cực nhọc bền tâm tu hành. Cần trao một tấm lòng thành, tòa sen chính phẩm để dành chờ con. Dầu cho tâm trí ao mòn, mẹ đây tựa cửa lầu son mẹ chờ. Chờ cho ba tánh hết
khờ đem thuyền bát nhà bên bờ ngồi trong. Chờ cho con trẻ một lòng đưa qua bỉ ngàn thành sông thiên đàng. Mẹ thương ba tánh lũy tràn đêm khuya than thở trần gian có tường. Trần tu coi niệm tầm thường làm sao trở lại Tây phương cho gần. Mạng lo tranh chữ phú bằng chẳng lo chim chó đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xung dày mẹ con xung hiệp hồi này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kiểu sao con cứ ngủ hoài chẳng lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ ly tràn lo cho con trẻ trần gian lụy phiền. Ra tay mẹ năm môi diền đổ cho ba tánh giữa miền tiên bang. Chữ tu chớ có phụ phàng làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Bơ con phải ráng chi bền có căn mới được giữa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên nghe lời mẹ dạy cảnh tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ coi trần lòng còn ngu muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng muốn thảm thế thương con trẻ lòng mẹ lỡ kỳ. Khuyên con tập tánh nhu mì rửa lòng cho sạch con đi tu trường. Chuyện tu đâu phải tầm thường làm lành mới được Tây phương giữa kề. Làm xong có mẹ rước về trần gian khổ lắm con mê chi hoài. Về trên ở cảnh chương đài đêm thì học đạo ngày rày ngâm thơ. Tu mau cho gấp kiếp giờ ngồi trên tiên cảnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng mẹ khuyên con trẻ con không tin lời. Gần đây cuộc thế não nồng chừng con tánh trí khó trong kim mà. Mẹ nay đi đổ mỗi nhà đổ cho con trẻ tính mà tu tâm. Thấy con lụy nhỏ tuôn dầm miệng thì thiên niệm mà tâm không lành. Người tu tâm trí cho rành rồi đây mẹ đổ cõi thanh được về. Con ngồi ráng giữ một bề sao mẹ đổ trẻ trở về thiên thai. Khuyên ai sao cứ ngủ hoài đường tiên cõi Phật dậy mau lên đàng.
đâu có già phu vàng, kẻ ngu người trí đồ xanh hồi này. Đồ mau chớ có trẻ chày, gai khôn trở lại đầy mây đắng gần. Ngu thời kẻ sợ người tầng, rủ nhau hội họp lập thân cho tròn. Mẹ đây sang cảnh lầu xóm, đem thuyền bát nhà rước con đem về. Cuộc đời nay khổ nhiều bề, ham chi mà lại bỏ bê đau lành. Rèn tâm giữ tâm lòng thành, mới mong trở lại cõi thanh là nhà. Sen tia đã nở một tòa, con tròn đạo đức con mà bước lên. Cầu cho con trẻ giữ bền, ngày sau con đặng giữa nền tiên bang. Thương con lụy đổ đôi hàng, thấy con trần thế gian nan muôn phần. Ra kinh mẹ dạy mấy lần, sao không thức tỉnh lập thân kiếp kỳ. Long qua đại hội dậy thì, không lo dự hội còn thi hội nào. Thấy trần đổ giọt máu đào, nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần. Mẹ khuyên con ráng ăn cần, mau mau kịp kịp lập thân hồi này. Tuần quần thiên địa đổi say, thảm thương trần ngã lòng đây âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại búi đầu chê bai. Ngày nào về cánh thiên thai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cánh tiên bao ngọc mê hề, mặt tình con hướng phủ phê tỏa lòng. Ham chi cái cảnh áo lòng, đời cũng có giặc thông dông đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần mau đổ bàn đau lý tu. Mở ra đạo lòng buồn, chỉ đường cho trẻ Tây phương trở về. Con ơi tiên cảnh là quê, cõi trần là chỗ tham thuê ly mình. Mẹ thương mẹ nói tận tình, cứu cho con khỏi ngục hình ngày mai. Con chưa thấy cảnh thiên thai, ráng tu cho trọn ngày mai hướng liền. Con ơi tình thất là thuyền, Quỳnh Dung Thanh để lấy thuyền đưa con. Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thanh lễ đưa con rước liền. Con ơi cuộc thế nào phiền, ham chi chẳng chịu cõi tiên trở về. Rồi đây cảnh khổ hầu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cánh cũ đông dông, chi trần thế lòng đông muôn phần. Mẹ thương mẹ mới ăn cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ.
lòng qua mở hội tràng thi, khuyên con ráng chí mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đầy mấy đắng gần. Chẳng lo kẻ sợ người tầng, lo xong thì đắng giữa gần Phật tiên. Mau chân để bước lên thuyền, chậm chân thì trễ chuyến thuyền kỳ ba. Ráng tu ở lại quê nhà, quê nhà tiên cảnh đây là trầm luân. Khuyên con lụy nhỏ rưng rưng, sao con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lòng thôi tham phiền. Giao cho thanh lễ chiếc thuyền, đổ con cho đặng giữa miền tiên bang. Ham chi cái cảnh trần gian, trở về tiên cảnh an nhàn tâm thân. Đừng mê ở chốn trước trần, ráng làm cho trọn lập thân hồi này. Mau mau chớ có trễ chạy, ngồi trên đài ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trông. Trông cho con trẻ tu xong, rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Đổ con khỏi cảnh ngắm ngùi, con mau trở lại chung vui mẹ hiền. Quỳnh nhung lạnh một chiếc thuyền, đổ cho ba tánh khỏi miền trần ai. Ai khôn trở lại chương đài, ai ngu trở lại trần ai lụy mình. Mẹ đây trở lại thiên đình, mừng cho thanh lễ trọn tình công phu. Chi lan mọc lẫn cỏ hoa hương, chẳng để muối gần chẳng biết hương. Hiền ngó rủi xanh đời bão ngược, dầu cho thánh đức cũng ra. Mẹ mở đạo tiên mẹ chi rành, kỳ bà khuyên trẻ bước cho nhanh. Kẻo trễ chuyến đò kỳ mặt kiếp, ngàn năm còn khó gặp đạo lành. Rèn tâm gắn chặt lời mẹ dạy, sửa chi từ bi vẹn mới thành. Tận thế cùng đời khai, đại đạo thượng ơn nhưng tốt trở nên cành. Ôi đời má kiếp con đừng dùng thắng, con lo cắn lên thuyền. Con ơi kỳ này con thiệt ưu duyên, con gặp cảnh tiên hạ trần. Thấy con có đứa ăn cần chư tu, có con cũng
sao trở lại thiên thu mẹ hiền. Mạng lo trọng tước cao quyền, đem thân trần thế giao miền trầm lung. Con quên lòng mẹ bấn quân, vì con mà mẹ lũy rưng đôi hàng. Nằm trên tiên cảnh mơ màng, trực nhìn con trẻ sống sáng nơi lòng. Thấy con trần thế lòng đông, mẹ khuyên con ráng chi công tu hành. Đời cùng con chớ tranh giành, ráng giành hai chữ đau lành mẹ vui. Làm sống cho khỏi ngậm ngùi, làm sao mẹ khỏi sụt sùi vì con. Thương con môi đạo con còn, làm sống bán ngọc lầu son danh đề. Đem con cửa thanh giữa kề, cho con thoát khỏi sông mê hội này. Chớ tu gánh chi chớ chạy, ráng tu kiếp hội trồng mấy mẹ chờ. Chớ tu còn đứa mê mờ, mẹ thương mẹ dạy làm ngơ nỗi gì. Vì ai mà mẹ cô lì, vì ai mà mẹ sầu bi nỗi lòng. Con đặng thiêu răng vẽ rồng, làm cho con thảo phập phòng chữ tu. Nhìn con đổ lệ lu bù, con đành đem dẹp chữ tu mẹ rầy. Nghe lời ta mỉ mía mai, mau mau trở lại bồng lái cho gần. Kỳ ba độ hết cõi trần, ai khôn thì khá lập thân kiếp kỳ. Sao con mê ngủ dậy thì, kỳ thi đại hội không đi tu trường. Chữ tu cho nó là thường, làm sao trở lại Tây Phương kịp kỳ. Làm xong quỷ kéo ma trì, mẹ cho nó thử con thì ra sao. Thử cho già trẻ heo xào, thử xong mẹ lửa vàng tháo cho rành. Vàng kia mẹ lại để dành, ngày cùng đặng có cõi thanh đem về. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con trăng thở mẹ kề mẹ nghe. Nụ cười miên thế chẳng nghe, không tu còn lại chê về đạo cao. Đến ngày thấy giọt máu đào, chừng đó thì mới chịu ngáo ngang lòng. Bây giờ già lại pháp phòng, nghe mẹ tà mỹ trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rành. Mẹ không phụ trẻ cam đành, kỳ tam mẹ mở đau lành cho con. Khuyên con tâm trí hao mòn, nhiều con sao lại lạc dòng chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, đặng con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một con kim thuyền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rành. Ba con ráng giữ lòng thành,
bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn răng tu. Năm con cố gắng chí tu sao lo tu niệm áo du ích gì. Bảy con giữ giả từ bi, tam con theo mẹ học thì đạo tiên. Chín khuyên con nhớ tỉnh thuyền, mười khuyên con phải dặn thuyền chớ tu. Đường xa con thấy quá mù, cho nên con ăn chớ tu trên đời. Mẹ đây khiêu đuốc ráng ngời, ráng tu cho kịp lo đời làm chi. Thương con mẹ nói vậy thì lòng đây mẹ đã tự bi hay hà. Muốn sao y trẻ giao hòa, đồng chung một máu vậy thì mới yên. Quần khai môi đạo khắp miền, vì thương con trẻ đạo tiên gian trần. Kỳ tam còn có một lần, làm ơn tinh trí lập thân mẹ mừng. Mẹ khiêu đuốc quê chỉ chừng, đặng cho con trẻ bước chân nhẹ nhàng. Khuyên con phải ráng sửa sang, và con ở lại thiên đàng mẹ lui. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh, khó dễ mẹ cho hiếu ngọn ngành. Ám muội thì nhiều mưu tri ít, đường tiên chẳng bước dọa con đành.